Khả năng thứ hai của đoạn hình cầu này là tốt 7 tiến 1. Đen lên xe hàng tốt. Đổi lại, đen đi xe 4 tiến 3 tuần hà. Cờ đỏ ưu thế. Như đen xe 4 tiến 5 quá hà. Đỏ lùi xe ăn tốt. Đổi lại, như đỏ đi xe 8 tiến 7, đổi xe lên pháo mã. Cờ đỏ dễ đi. Như đỏ xe 3 lùi 2. Đỏ bình xe đè mã. Đổi lại, như đỏ đi mã 3 tiến 4.
Cờ đen phản tiên. Nhĩ đỏ xe 8 bình 7. Hai bên ngang thế. Mời các bạn xem lại các nước đi. Hai bên ngang thế.
Khả năng đi câu thứ 3 của đỏ hình quả này là xe 8 tiến 6 quá Hà. Đỏ nổ pháo ăn tốt đầu, nước cờ hơi vội. Đỏ có thể nghiên cứu đi xe 2 bình 4. Đen có hai khả năng ứng phó. Một là đen đi mã 6 tiến 7. Bây giờ men tốt đầu, nước cờ ổn thỏa hơn. Hai là đen đi xe 4 tiến 3. Cờ đỏ tiên thủ. Như đỏ pháo 5 tiến 4. Đen nhảy mã bắt đôi, nước cờ linh hoạt. Đen lùi xe bắt pháo là cờ đen mưu tấn công cánh phải trống rỗng của đỏ, nước cờ già dặn. Đổi lại như đã đi xe 4 bình 3. Cờ đỏ tiên thủ. Như đen xe 4 lùi 3. Cờ đen ưu thế. Mời các bạn xem lại cách đi quân này.
Cờ đen ưu thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận trung pháo đối phản cung mã.